Cái gì đấy? Ui. Ui, cái gì đấy? Ui, các bạn. Ui. Chú Khoa ơi. Cây nó vướng này. Chị gọi gì chú Khoa ơi? Đây, đây. Ui, sao gặp cái cây này chú? Ở đây này. Ui, cái cây này. Đưa cái cây này đây. Nằm ngay đây này. Bí quá, nó leo đây luôn này này. Nó phảnh mang, nó ấy. Chưa dám bắt này. Đây mọi người. Con rắn nó vừa đứng ở chỗ chân phu kia. Khoa đi đến thì nó lao lên cây luôn. Không. Ui dồi ôi. Này. Ái da. Tỉnh đấy. Không. To lắm con này. Nằm ngay đây này. Nó dễ phun lắm mọi người ạ, cho nên là khoa không dám động mạnh. Nó phun một phát thì ôi giời, tin chưa, dã man. Ồ, ác liệt cái con này. Xuống đâu? Cháu vứt dưới kia đi, khó đi quá. Khó đi quá? Vâng, vướng nhiều cây ạ. Thôi được rồi, cho con này vào xong thì đi lấy xuống. Được rồi, thế là ổn. Đây xuống trong ba lô này lấy được con to này là cũng ổn rồi kìa. Đây chú ơi, vần mồm như hôm ấy. Con nào chú để xem nào. Đó, mà chưa. Ấy, vào luôn. Ngon. Nó cứ thấy kiểu có chỗ rúc là nó chui vào mọi người ạ. Rồi. Ngon rồi. Rồi, đưa chụp máy quay đây xong cháu xuống lấy thuồng đi xong đi tiếp. Quay xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì hai chú cháu lại quay trở lại công việc đi săn bắt. Hai ba hôm trước thì chỗ nhà Khoa có việc hàng xóm cưới cho nên là Khoa phải đi làm hộ, thế cho nên là không đi săn bắt được. Thì hôm nay thì cũng hết việc rồi thì hai chú cháu lại quay trở lại. Thì tầm này cũng chiều rồi thì cũng mới được một con rắn này thôi. Đó, hôm nay trời cũng khá là nắng mọi người ạ. Đấy, trời cũng khá là nắng thì nhưng mà ở trong này cây cối nó lâu thế cu ơi, thấy chưa? Trong rừng này thì nó cây cối nó rậm rạp thì nó tối thôi, nhưng mà hôm nay nắng khá là đẹp luôn thì rắn nó cũng mới ra nó phơi nắng ấy. Bây giờ hai đứa cháu khả năng là sẽ lại chở hụ cháu nó đi lấy thuốc sẽ lại đi lên tiếp trên này. Bây giờ thì khoảng 3 giờ chiều. Cái gì đấy? Ui.
Ui cái gì đấy? Ui các bạn. Ui. Ui. Ô, ui. Đâu đâu đâu, ở đâu đấy, cái gì đấy? Cái này tìm kiếm nhá. Ui. Ô, cái này đâu rồi? Ây à. Ui. Nó vừa kêu bảo cứu cái nào ấy mọi người ạ. Ui. Ui. Được rồi. Ui. 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 Làm sao nhỉ? Nó làm sao rồi? Ui. Ủa, vừa nghe tiếng dưới này mà. Ui. Làm sao rồi? Ủa. Ui. 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 À. Ui. 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 Vừa nghe tiếng nó ở đây mà. Ui. Làm sao này? Làm gì mà? Mà tự nhiên, ui, tự nhiên nó hút được. Ui. Ui, có cái này. Ui giời, đây rồi. Làm sao? Làm sao? Hả? Hả? Làm sao? U. Làm sao? Làm sao? Hả? Làm sao? Ôi dồi ôi, tôi lại ông. Nào thế nào? Nói sao nào, thế làm sao tự nhiên mà lại kêu xong lại mất hút đi là nào? Có con. Con gì? Rắn to lắm. Ở đâu? Nó đạn chỗ sự cái gì mà đây đi. Gặp rắn á? Vâng, to lắm. To như thế nào? Không nhớ nhưng mà to lắm, to như người ấy. To như người? Vâng, đen xì. Xong thế nào nữa? Nó há mồm ra phát, nó xì kinh lắm. Thế xong thế nào nữa? Cháu sợ quá, cháu chạy chân không chạy được. Thế nó có cắn có kia gì không? Không, cháu chạy. Nhưng mà sợ quá cháu ngồi được. Chạy sát hết cả chân rồi. Thế chạy mà chú gọi không nghe gì, không biết gì à? Cháu sợ tí ngất đấy. Ôi. Ở đâu, quay lại dẫn chú xem nào. Xem nó còn ở đấy không? Không, sợ lắm chú ạ. Sợ cái gì mà sợ? Đi. Không, chú đi mình, chú đi. Đi. Không, chú đi, cháu không đi, sợ lắm. Ok thằng này. Thế đi săn mình gặp rắn mà lại còn sợ thế thì. Nó còn to nhìn lạ lắm. To thì rắn to thì thiếu gì trong rừng này. Không mà to như người ấy. Thấy bao giờ đâu.
Thế nó ở cái khu nào, ở cái đoạn nào tả cho chú thế nào? Ở chỗ xuồng, cái chỗ xuồng, cái chỗ gần gần đấy. Cháu đi gần đấy thì cháu thấy. Nhưng mà nó có đuổi hay nó có gì không? Nó có cắn gì không? Cháu không biết, cháu thấy nó chạy luôn mà. Thấy là chạy luôn? Vâng. Đen xì. Nó há mồm ra, nó đớp rồi á? Nó há mồm, mồm đỏ ngòm. Biết đớp chưa, cháu chạy luôn mà. Ôi dồi. Này, cầm. Mày biết chú chạy tìm mày. Ngã lên, ngã xuống, ngã rúi, ngã rụi. Cái sợ nó bị thế nào. Thật sự run, đến bây giờ vẫn còn run hết chân tay luôn mọi người ạ. Vừa mệt vừa sợ nữa. Bắt cái gì gặp rắn thì sợ mất cả vía đi thế này. Xin thật. Bây giờ thế không dám quay lại luôn á? Không lại đâu chú ạ. Thế thì ngồi đây nhá. Ngồi đây để chú quay lại, chú lấy thuổng, lấy đồ, lấy các thứ rồi chú tìm xem là nó còn ở đấy không. Đưa đây chú quay, ngồi đây, nhớ ngồi đây nhá. Biết ở cái chỗ nào chứ lại. Thấy nó tả thế nhưng mà biết được ở chỗ nào chạy. Đâu này? À, trên này. Nó này nó đi với qua nhiều nhưng mà nó vẫn nhát mọi người ạ. Chắc tính nó nhát như thế. Tính nó nhát như thế. Nó đi nhiều. Đi nhiều nhưng mà nó vẫn nhát thôi. Không phải là đi nhiều mà không nhát. Thuổng ở đâu, đồ ở đâu, nó gặp ở đâu. Khoa chỉ sợ là nó gặp phải cái vấn đề gì tâm linh hay là người xấu hay thế nọ thế kia, bởi vì trong rừng này từ nãy vào trong này là cũng tiếng súng, tiếng ná ầm ầm luôn mọi người ạ. Đồ đâu mất rồi, mất dấu luôn rồi, không biết đồ đạc ở đâu luôn ấy. Mất rồi. Người ta đi săn không phải như chú cháu Khoa bảo là săn, cứ đi săn như thế này người ta toàn săn bằng súng thôi, cho nên cũng rất là sợ. May quá vẫn còn mọi người ạ. Khoa bây giờ Khoa cho vào đây xong thì quay lại lấy cái thuổng nữa, rồi xem tình hình cụ cháu nó như thế nào. Cũng chẳng mơ mộng gì cái con gì đấy, con rắn gì mà nó nhìn thấy đấy nữa, bởi vì từ nãy đến giờ chạy ầm 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 như thế thì có thật thì cũng chẳng còn nữa. Đấy. Bây giờ quay lại lấy thuổng xong quay lại xem tình hình nó như thế nào. Không mà nó sợ, nó nhìn nó mặt nó bạc ra, nó thở không ra hơi nữa. Thuổng đâu? Không biết nó để chỗ nào, vứt chỗ nào. Nó kêu ở khu này. À đây rồi. Đây rồi. Nó quay lại xem nó như nào.
ơi. Ô. Lại đâu rồi? Không có, lại không thấy đâu nữa rồi. Thằng này vớ vẩn mất vía thật đấy chứ. Mất vía lại. Mất hồn mất vía mọi người ạ. Thằng này bị gọi hồn gọi vía. Chết mệt rồi đấy. Ô. Nó ngồi đây nào nhỉ? Đúng rồi. Lại đâu rồi? Thằng này khả năng mất hồn mất vía thật rồi mọi người ạ. Theo đường này em có gặp nó không? Ôi. Ô. Ôi giời ơi. Chú bảo ngồi im đấy mà. Ngồi đấy, tao muốn thấy như thế này của mình. Ngồi đấy vẫn sợ. Rồi. Thế chờ cho nghe thế nào? Hả? Bình thường. Bình thường á? Bình thường như thế nào? Mày, chú cứ sợ mày tí lại mất vía, lại phải đi gọi vía nữa thì chết mệt rồi. Đúng rồi. Thế đi cầm hai cái này đi xuống dần nữa. Không tìm nữa. Mày thế này thì tìm gì nữa. Mọi người ạ, có khả năng là hai chú cháu Khoa cũng đi xuống núi thôi. Không mà thực sự là Khoa cũng chưa biết là cô cháu nó thế nào đây. Nó có vấn đề gì hay không thì nó sợ quá ấy. Thì bây giờ hai chú cháu Khoa đi xuống núi để về xem tình hình nó như thế nào, còn biết đường mà xử lý ấy. Bây giờ thì hai chú cháu xin chào mọi người đó ạ. Thôi đi.